Các bạn thân mến, độc lập tự do không phải là món quà mà kẻ thù ban phát cho chúng ta. Độc lập tự do đã được dân tộc Việt Nam giành lại bởi biết bao mồ hôi, xương máu của các vị anh hùng tiền nhân nước Việt. Nhiều người Việt Nam với tâm lý ngây thơ hoặc cố tình ngây thơ cho rằng không cần phải đấu tranh và đổ xương máu thì người Pháp cũng sẽ trả lại độc lập tự do cho dân tộc ta, dù cho họ đã đô hộ nước ta tới cả gần 100 năm. Nhiều người khác lại tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng chúng ta đã đánh đuổi đi cả một nền văn minh. Khoan hãy nói chuyện cách nay hơn 100 năm. Các bạn hãy cùng kênh Thái Tử Xin TV nói câu chuyện hiện tại để xem nền văn minh Pháp mà họ đang mơ ước đang hành xử như thế nào với các nước châu Phi nhé. Năm 1958, khi nhà lãnh đạo Sékou Touré của Guinea quyết định giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp, thì tầng lớp Chopu ở Paris đã rất tức giận. Và trong cơn thịnh nộ, chính quyền Pháp ở Guinea đã phá hủy tất cả mọi thứ tại đất nước này, vốn đại diện cho những gì họ gọi là những lợi ích từ chế độ thực dân Pháp. 3.000 người Pháp rời khỏi đất nước cùng với tất cả tài sản của họ và phá hủy bất cứ thứ gì không thể chuyển đi được. Trường học, nhà trẻ, các tòa nhà hành chính công bị phá sập. Xe ô tô, sách vở, thuốc men, dụng cụ nghiên cứu, máy kéo đã bị nghiền nát và phá hoại. Ngựa, bò trong các trang trại đã bị giết chết. Và thực phẩm trong các nhà kho đã bị đốt cháy hoặc bị đầu độc. Mục đích của các hành động này là để gửi một thông điệp cứng rắn cho các nước thuộc địa khác về hậu quả sẽ rất khủng khiếp nếu họ tìm cách giành độc lập từ Pháp. Và đúng như ý định của Pháp, nỗi sợ hãi đã từ từ lan tỏa trong tầng lớp ưu tú của châu Phi. Và không ai sau sự kiện Guinea có đủ can đảm để làm theo tấm gương của Sékou Touré, người có câu khẩu hiệu: chúng tôi thích sự tự do trong đói nghèo hơn là sự giàu có trong chế độ nô lệ. Sylvanus Olympio, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Togo, một quốc gia nhỏ bé ở phía tây châu Phi, đã tìm thấy một giải pháp trung hòa đối với nước Pháp. Ông không muốn Pháp tiếp tục thống trị nước mình, nên đã từ chối ký hiệp ước thuộc địa tiếp theo do tổng thống Pháp khi đó là De Gaulle đề xuất, nhưng đồng ý trả một món nợ hàng năm cho Pháp cho cái gọi là lợi ích Togo đã có từ chế độ thực dân Pháp. Đó là điều kiện duy nhất để người Pháp không tàn phá đất nước trước khi họ rời đi. Tuy nhiên, số tiền ước tính của Pháp là quá lớn khi mức bồi thường cho cái gọi là khoản nợ thuộc địa chiếm gần 40% ngân sách quốc gia vào năm 1963. Tình hình tài chính đất nước Togo mới độc lập là rất không ổn định. Do đó, để có thể ra khỏi tình trạng này, Olympio quyết định rút khỏi hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp FCFA và phát hành đồng tiền riêng. Ngày 13 tháng 1 năm 1963, chỉ 3 ngày sau khi đồng tiền chính thức của đất nước bắt đầu được in, một nhóm lính dưới sự giật dây của Pháp đã giết chết vị tổng thống dân cử đầu tiên của châu Phi mới giành được độc lập. Olympio đã bị giết bởi Gassingbé, một cựu sĩ quan quân đội Lê Dương Pháp, người được cho là đã nhận được số tiền thưởng 612 đô la Mỹ từ lãnh sự quán Pháp tại địa phương khi hoàn thành nhiệm vụ này. Giấc mơ của Olympio là xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ và tự lực cánh sinh, nhưng người Pháp không thích ý tưởng này. Ngày 30 tháng 6 năm 1962, Modiba Keita, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Mali, quyết định rút khỏi hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp FCFA, vốn đã được áp dụng đối với 12 quốc gia châu Phi mới độc lập. Đối với vị tổng thống Mali này, người vốn am hiểu về một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, rõ ràng là hiệp ước thuộc địa mở rộng với Pháp là một cái bẫy, một gánh nặng cho sự phát triển của đất nước. Và rồi ngày 19 tháng 11 năm 1968, giống như Olympio, Keita đã là nạn nhân của một cuộc đảo chính được thực hiện bởi một cựu lính Lê Dương Pháp khác, Trung úy Moussa Traoré. Thực tế là trong thời kỳ hỗn loạn của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi khỏi chế độ thực dân châu Âu, Pháp đã liên tục sử dụng nhiều cựu binh Lê Dương để thực hiện các cuộc đảo chính chống lại các tổng thống dân bầu. Ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 1966, Bokassa, một cựu binh Lê Dương Pháp, đã thực hiện một cuộc đảo chính chống lại David Daco, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Trung Phi. Vào ngày 3 tháng 1 năm 1966, Maurice Imeogo, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Upper Volta, nay là Burkina Faso, là nạn nhân của một cuộc đảo chính thực hiện bởi Lamizana, một cựu binh Lê Dương Pháp, người đã chiến đấu trong quân đội Pháp ở Indonesia và Algeria. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1972, Matthew Kereko, một vệ sĩ của Hubert Maga, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Bên Anh, đã tiến hành một cuộc đảo chính ngay sau khi hắn ta được tham dự các khóa học tại các trường quân sự của Pháp trong những năm 1968-1970.
Trên thực tế, trong suốt 50 năm qua, có tổng cộng 67 cuộc đảo chính xảy ra tại 26 quốc gia ở châu Phi, mà 16 nước trong số đó là những nước cựu thuộc địa của Pháp. Có nghĩa là 61% các cuộc đảo chính xảy ra ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp. Các con số này đã chứng minh Pháp sẽ không bao giờ chịu từ bỏ quyền lợi của mình tại các nước thuộc địa cũ một cách dễ dàng. Tháng 3 năm 2008, cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac đã nói: "Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ trượt xuống thứ hạng của một nước ở thế giới thứ ba." Người tiền nhiệm của Chirac, cựu tổng thống Pháp François Mitterrand, đã dự đoán từ năm 1957 rằng nếu không có châu Phi, Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ 21. Đọc đến đây thôi thì không biết những người đã cho rằng cha anh chúng ta không cần đổ máu xương mà thực dân Pháp vẫn sẽ tự nguyện trả lại độc lập tự do cho Việt Nam sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là hết. Chế độ thực dân Pháp sau thảm bại nhục nhã trước Việt Minh tại trận Điện Biên Phủ thực chất là chưa biến mất, mà nó chỉ chuyển từ hình thái cũ sang một hình thái mới tinh vi hơn. Cho tới hiện nay, 14 quốc gia châu Phi vẫn bị Pháp ép buộc trong một hiệp ước thuộc địa phải đưa 85% dự trữ nước ngoài của họ vào Ngân hàng Trung ương Pháp dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp. Cho đến bây giờ, Togo và khoảng 13 quốc gia châu Phi khác vẫn đang phải trả khoản nợ thuộc địa cho Pháp. Và lãnh đạo châu Phi nào từ chối sẽ bị giết hoặc là nạn nhân của những cuộc đảo chính. Ai vâng lời sẽ được Pháp thưởng công với một cuộc sống xa hoa, trong khi người dân của châu Phi vẫn phải chịu đựng cảnh nghèo đói cùng cực và tuyệt vọng. Đây đích thực là một hệ thống thực dân kiểu mới tàn bạo mà nước Pháp vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ, khi nó đã đem về cho nước Pháp khoảng 500 tỷ đô la Mỹ từ châu Phi cho tới nay, dù phải chịu nhiều chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chúng ta thường lên án các nhà lãnh đạo châu Phi tham nhũng và chỉ phục vụ lợi ích cho phương Tây, nhưng điều đó có nguyên nhân sâu xa của nó. Họ cư xử như vậy bởi vì họ sợ bị giết hoặc sợ trở thành nạn nhân của các cuộc đảo chính. Những bài học bi thảm trong quá khứ khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Phi chùn bước trong việc đem lại công bằng và lợi ích thực sự cho đa số người dân của họ. Thay vào đó, họ chọn cách im lặng trong một cuộc sống giàu sang, xa hoa, để các nước phương Tây bóc lột châu Phi, mặc cho dân chúng châu Phi đang rên xiết trong nghèo đói và bạo lực. Năm 1958, lo sợ về hậu quả thảm khốc của việc lựa chọn độc lập giáng xuống từ nước Pháp, vị tổng thống đầu tiên của nước Senegal, Léopold Senghor tuyên bố: "Sự lựa chọn của người dân Senegal là độc lập, nhưng họ chỉ muốn nó trong sự hữu hảo với nước Pháp, chứ không có trong sự bất hòa." Từ đó về sau, Pháp chỉ chấp nhận một nền độc lập trên giấy cho các thuộc địa của mình, nhưng với điều kiện các nước này phải ký kết hiệp ước Accord mô tả chi tiết mối quan hệ của họ với Pháp. Sau đây, kênh Thái tử Xin TV xin gửi tới các bạn nội dung chính 11 điều của bản hiệp ước thuộc địa kể từ năm 1950. Cái đã trói buộc các nước châu Phi mãi mãi với nền văn minh Pháp mà một bộ phận người Việt Nam đã ca tụng. Điều khoản số 1 quy định, các quốc gia châu Phi mới được độc lập phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng đã được Pháp xây dựng trong thời gian thuộc địa. Điều khoản số 2 quy định, các nước châu Phi phải gửi dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào Ngân hàng Trung ương Pháp. Pháp hiện đang giữ ngân khố dự trữ quốc gia của 14 nước châu Phi kể từ năm 1961, bao gồm Bên Anh, Burkina Faso, Guinea-Bissau, bờ biển Nga, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Cộng hòa Congo, Equatorial Guinea và Gabon. Theo các nhà phân tích, thì việc chi phối chính sách tiền tệ của các quốc gia khác thực chất là một hình thức xâm lược rất tinh vi mà các nước đế quốc đang áp dụng. Hơn 80% dự trữ nước ngoài của các nước châu Phi được gửi vào tài khoản giao dịch dưới sự kiểm soát của kho bạc Pháp. Và trên thực tế, bản thân các nước cũng không biết và cũng không được biết có bao nhiêu dự trữ ngoại hối đang được giữ bởi kho bạc Pháp thuộc về họ. Theo ước tính, hiện Pháp đang nắm giữ gần 500 tỷ đô la Mỹ của các nước châu Phi trong ngân quỹ của mình và sẽ làm bất cứ điều gì để chống lại bất cứ ai muốn minh bạch hóa khoản tiền này. Pháp hiện chỉ cho phép các nước châu Phi tiếp cận 15% số tiền mỗi năm. Nếu họ cần nhiều hơn thế, họ phải vay thêm tiền từ kho bạc Pháp với lãi suất thương mại. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã nói về số tiền của các quốc gia châu Phi trong các ngân hàng Pháp như sau: "Chúng ta phải thành thật và thừa nhận rằng một phần lớn số tiền trong ngân hàng của chúng ta có được là từ việc khai thác lục địa châu Phi." Điều thứ 3 quy định, Pháp được quyền mua đầu tiên bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy trong các nước cựu thuộc địa. Chỉ sau khi Pháp nói "tôi không quan tâm" thì các nước châu Phi mới được phép để tìm kiếm các đối tác khác.
Điều thứ tư quy định, trong các hợp đồng của chính phủ cựu thuộc địa, các công ty của Pháp phải được xem xét ưu tiên đấu thầu trước. Khi họ từ bỏ thì mới được tìm đối tác khác. Do vậy, rất nhiều ngành kinh tế trọng điểm của các cựu thuộc địa đều ở trong tay của người Pháp. Ví dụ tại bờ biển Nga, các công ty Pháp sở hữu và kiểm soát tất cả các dịch vụ tiện ích lớn như nước, điện, điện thoại, giao thông, bến cảng và các ngân hàng lớn, cũng như các ngành thương mại, xây dựng, nông nghiệp. Điều khoản thứ 5 quy định Pháp được độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho các cán bộ quân sự các nước cựu thuộc địa. Thông qua các học bổng và trợ cấp, các quốc gia cựu thuộc địa châu Phi phải gửi sĩ quan quân đội cao cấp của họ đến đào tạo ở Pháp hoặc các cơ sở đào tạo của Pháp. Nhờ đó, Pháp luôn duy trì được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nội gián trong bộ máy quân sự cấp cao của các nước châu Phi. Bộ phận nội gián này sẽ được kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hay bất kỳ mục đích nào khác của nước Pháp. Điều khoản thứ 6 quy định, Pháp được quyền triển khai quân đội và can thiệp quân sự vào các nước cựu thuộc địa để bảo vệ lợi ích cho Pháp. Điều này tương tự như một hiệp định quốc phòng thuộc khối hiệp ước thuộc địa Pháp. Pháp có quyền hợp pháp để can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, cũng như đóng quân vĩnh viễn trong các căn cứ trên lãnh thổ các nước này. Khi Tổng thống Laurent Gbagbo của bờ biển Nga tìm cách để kết thúc việc khai thác thuộc địa bất bình đẳng trên nước mình, Pháp đã tổ chức một cuộc đảo chính. Trong suốt quá trình để lật đổ Gbagbo, xe tăng, trực thăng vũ trang và lực lượng đặc biệt của Pháp đã can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột, bắn vào thường dân và giết nhiều người. Sau khi thực hiện cuộc đảo chính thành công và chuyển giao quyền lực cho Alassane Ouattara, Pháp đã yêu cầu chính phủ bờ biển Nga phải bồi thường cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp về những tổn thất trong cuộc nội chiến. Điều khoản thứ 7 quy định tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và là ngôn ngữ cho giáo dục. Một tổ chức phổ biến văn hóa và ngôn ngữ của Pháp gọi là Cộng đồng Pháp ngữ đã được xây dựng ở các nước cựu thuộc địa với nhiều chi nhánh khác nhau và chịu sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp. Điều thứ 8 quy định các nước cựu thuộc địa châu Phi có nghĩa vụ phải sử dụng hệ thống tiền tệ thuộc địa Pháp FCFA. Đây thực sự là con bò sữa để làm giàu cho nước Pháp. Và bất chấp mọi lời lên án của Liên minh châu Âu thì Pháp vẫn không chịu từ bỏ hệ thống xấu xa này, cái đã đem lại 500 tỷ đô la Mỹ cho kho bạc nước Pháp cho tới nay. Khi đồng euro bắt đầu được khởi xướng tại châu Âu, các nước châu Âu phát hiện ra hệ thống bất bình đẳng này của Pháp, đặc biệt là các nước Bắc Âu đã bàng hoàng và đề nghị Pháp bỏ hệ thống này nhưng không thành công. Điều khoản thứ 9 quy định các nước cựu thuộc địa châu Phi phải có nghĩa vụ gửi cho Pháp dự trữ và cân đối thu chi hàng năm. Nếu nước nào không có báo cáo thì sẽ không có tiền. Điều thứ 10 quy định các nước cựu thuộc địa châu Phi không được phép gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào khác trừ khi có được sự cho phép của Pháp. Điều khoản thứ 11 quy định các nước cựu thuộc địa châu Phi phải có nghĩa vụ liên minh với Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh hay khủng hoảng toàn cầu. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà cho tới tận ngày nay, các nước châu Phi vẫn chìm đắm trong khủng hoảng, đói nghèo và chiến tranh. Chủ nghĩa thực dân vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, mà nó chỉ chuyển sang một hình thái mới tinh vi hơn. Các nước châu Phi đã phải trả thuế thuộc địa cho nước Pháp trong vòng hơn 50 năm qua. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thì họ sẽ vẫn phải trả thuế thuộc địa trong 100 năm hay lâu hơn nữa. Tôi cũng không biết được. Cái giá của độc lập và tự do là không hề nhỏ. Và khi bạn đang có được độc lập tự do, thì chớ có bao giờ được quên công ơn của hàng triệu các anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu để các bạn có được như ngày hôm nay. Chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký, chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.